Đời thăng trầm của cô Năm Sa-đéc. Cái tên Kim Chung được cô Năm Sa-đéc bật mí trong sách. Do cha mẹ tôi thích hát bội nên khi sanh tôi ra đặt cho tôi tên Kim Chung là để nhắc nhở đến cái tên tuổi của một cái cô đào hát bội nổi danh ở Mỹ Tho là cô Năm Chung. Mới 6-7 tuổi tôi đã mê coi hát bội. Anh Tư của tôi vì quá thương em, với lại ảnh cũng mê coi hát nên đêm nào cũng cõng tôi đi coi hát đáo lệ ở đình làng. Đến khi ba tôi lập gánh, tôi năn nỉ ba má cho học hát để làm đào. Má tôi có lẽ bị ảnh hưởng nặng nề cái câu "con theo hát bội, mẹ liều con hư" nên bà phản đối kịch liệt. Riêng ba tôi chắc có tâm hồn nghệ sĩ nên ông nói nhẹ nhàng hơn, "để tao tính coi". Cô Năm Sa-đéc tên thật là Nguyễn Kim Chung. Bà sinh ngày 24 tháng 3 năm 1908 tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa-đéc ngày nay. Con của ông Hương Cả Nguyễn Duy Tam, người sáng lập Thiện Tiền Bang, gánh hát bội đầu tiên ở Sa-đéc vào năm 1915. Ngoài những vai diễn để đời trên sân khấu hát bội, Đổng Trác, Lữ Bố, Tuồng Phụng Nghi Đình, Trưng Trắc, Trưng Nữ Vương, Cao Lăng Anh, Ngũ Biến Báo Phu Cù, Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn, Trảm Trình Ăn và từng được vinh danh là một trong ngũ trân châu của ngành nghệ thuật tuồng cổ. Tên tuổi của cô Năm Sa-đéc còn sáng chói trong kịch nói và điện ảnh. Bà mất ngày 26 tháng 1 năm 1988, yên nghỉ tại quê nhà Tân Khánh Đông. Nhờ vào lợi thế là con gái của ông bầu Thiện Tiền Bang nên tới đâu cô Năm cũng được ưu ái. Tác giả Thiện Mộc Lan thông tin, nhờ cái trí thông minh và ý chí cầu tiến nên khi đến tuổi thiếu nữ, cô đã sớm thành công trong một số vai đào văn và võ, được đánh giá là thanh sắc lưỡng toàn. Sau khi gánh hát Nhà Tan Rã, cô Năm Sa-đéc sang Cần Thơ đi hát cho gánh Bầu Bòn. Gặp lúc khó khăn, Bầu Bòn chuyển thể thành hát bội pha cải lương. Bà phải chiều theo cái ngọn gió mới, học thêm bài bản ca hát cho hợp với thị hiếu quần chúng, bình dân. Tác giả tập sách cho biết, từ khi bước vào nghiệp cầm ca, những năm dài trên sân khấu hát bội, cô Năm có nghệ danh là Năm Nhỏ vì đụng hàng với một cái cô đào hát bội khác nổi tiếng thuộc lớp đàn chị là cô Năm Nhỏ, tên thật là Huỳnh Thị Tân, sinh 1895 tại Cần Thơ. Ngôi sao sáng trên sân khấu hát bội của cô Năm Ba Ngoạn thời bấy giờ nên cô Năm chọn nghệ danh mới là cô Năm Sa-đéc, gắn liền với quê hương của mình. Từ cái gánh Trần Đất đến Phụng Hảo, đoàn nào có mặt cô Bãi Phụng Há thì không thể vắng cô Năm Sa-đéc. Tác giả Thiện Mộc Lan khẳng định cô Bãi Phụng Há đã khéo chọn lựa người để tạo thế mạnh về lực lượng, đào kép, biết ca cũng như biết diễn. Cô Bảy đặt trọn niềm tin ở cô Năm Sa-đéc. Mối tình với cụ Vương Hồng Sởn. Cuộc tình với kép đẹp, hai thành nhưng duyên nợ không thành. Năm 1937, cô Năm quen với đốc phủ sứ Đặng Ngọc Chấn ở Sài Gòn và có với nhau một cái người con trai là Nguyễn Ngọc Đặng. Nhờ hưởng gen của mẹ, ông Đặng cũng đóng nhiều phim như Hòn Đất, Bầu Trời Cho Chim Câu, Ngỡ Ngàng, Giai Điệu Xanh, Nhiệm Vụ Hoa Hồng, Ván Bài Lật Ngửa, Đằng Sau Một Số Phận, Người Đẹp Tây Đô, Ngọn Nến Hoàng Cung. Cô Năm thì có thêm cái cuộc tình với học giả nổi tiếng đó là Vương Hồng Sởn. Đó là vào năm 1947, khi ông ôm mối hờn riêng bỏ Sóc Trăng lên Sài Gòn, trong bụng nuôi mộng trả thù, nhưng thù chưa trả được thì đụng với cô Năm Sa-đéc. Người bị mất vợ, người bị chồng bỏ, hai trái tim đang tan vỡ lắp ghép vào nhau. Ông Sển kể, nằm ở một cái chòi lá, mướn mỗi tháng 3 đồng, tôi thì không nhà, lại thêm tánh quân tử Tàu, nên cũng chẳng có gì. Rồi năm sanh một ngọc trai, cha già con muộn, tôi mừng quá, hai nỗi khổ gặp nhau. Tôi làm khai sanh và giao kết với nhau, còn thương thì ở, hết thương thì đường ai nấy đi, không có gì bận biểu, cũng không nhắc đến việc gì khác ngoài cái nghĩa đạo khang. Tháng
tháng 6 năm 1948, có bố ráp tại xóm Cù Lao, lính Tây bắt cả xóm ra ngồi ngoài sân, trong lòng sợ có người lấy mất chiếc xe đạp của bác sĩ Sang cho mượn làm chân. Cũng may thì lính Tây cho lãnh xe lại không lấy. Vậy là tiền hung hậu kiết bởi nhờ nạn bố ráp này, mình xin được sở canh nông cho phép cất một cái căn nhà lá tạm ở đến năm 1953 mới dọn đi. Nơi đây là hạnh phúc nhất trong cái đời tôi. Vợ còn trẻ, thêm sanh đứa con trai duy nhất, đặt tên là Vương Hồng Bảo. Sống với nhau hơn 40 năm tình nồng đượm, nên khi sắp tiễn biệt vợ, cụ Vương Hồng sởn khóc. Năm ơi, năm cũng nên xét lại mà bỏ qua những cái lỗi lầm của anh, để trong giờ phút sắp tiễn biệt em, đời ta kẻ âm người dương gian, xin em tha thứ để anh vơi bớt nỗi khổ tâm. Và ông còn dành cho hiền thê hai câu thơ đứt ruột: trăm năm dầu lỗi hẹn hò, chén cơm bà chịu con đò xót xa. Cô Năm Sa Đéc thì không giống các nghệ sĩ tài danh khác. Cô không có giọng ca mùi, nhưng tên tuổi luôn sáng chói trên danh vị một cái nghệ sĩ tiền phong của sân khấu hát bội cải lương. Qua tài diễn xuất, điêu luyện của cô, người đời vinh danh cô là một cái kiện tướng của nghệ thuật trình diễn, không nhờ thanh sắc mà chỉ trông cậy ở nghệ thuật diễn xuất. Qua tác phẩm này, chúng tôi cố gắng chuyển tải trọn vẹn cái cuộc đời nghệ thuật của cô Năm Sa Đéc, từ hát bội cho đến cải lương, sang thoại kịch rồi điện ảnh. Cho đến phút cuối đời thì cô Năm vẫn còn xuất hiện trước ống kính qua cuốn phim Phù Sa, quay cuối vào năm 1987. Lần đó thì đóng phim xong ở Đồng Tháp, cô Năm về Sài Gòn rồi ngã bệnh đột ngột và vĩnh biệt ra đi. Hủ tiếu bà Năm Sa Đéc. Dù người nghệ sĩ tài danh, người vợ của học giả Vương Hồng Sởn đã an giấc nghìn thu, nhưng cái tên tuổi bà vẫn gắn với cái món hủ tiếu Sa Đéc nổi danh qua gần nửa thế kỷ. Thương hiệu độc đáo. Thời gian trôi qua cuốn theo nhiều thứ vào quên lãng, nhưng nhắc đến bà Năm Sa Đéc, người ta lại nhớ đến hủ tiếu Sa Đéc và ngược lại. Trong lớp sân khấu đỉnh cao ngày xưa, bà là người tài sắc lưỡng toàn, được công chúng mến mộ. Dù thành danh, có tên tuổi, nhưng sau năm 1973, do đời sống sân khấu điện ảnh khó khăn, nên bà Năm Sa Đéc đã bươn chải, mở quán hủ tiếu ở Sài Gòn. Tên tuổi của bà bước đầu đã đảm bảo cho quán, nhưng để giữ được chân khách là do hủ tiếu quá ngon. Theo ông Nhất Thống, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Sa Đéc, hủ tiếu bà Năm nấu mang đậm vị quê nhà Sa Đéc. Sợi bánh thì mềm mà không bở, cũng không dai, vị bánh không chua, hương bánh thơm mùi gạo mới, trắng tươi màu sữa. Có người kháo nhau rằng bánh hủ tiếu được bà Năm lấy từ làng bột Tân Quy Đông Sa Đéc mỗi ngày do cánh xe đò Sa Đéc Sài Gòn chuyển tới. Người ăn thì có thể gọi hủ tiếu thịt hoặc là hủ tiếu xương tùy thích. Mà xương hay thịt thì cũng mềm và có mùi thơm đặc biệt, không có như những cái nơi khác. Cái mùi thơm ấy là do tay nghề của bà Năm khi chế biến và đun nấu nồi nước lèo ở nhiệt độ thích hợp. Khi tô hủ tiếu được bưng ra, mùi thơm ngào ngạt, thực khách có thể gia giảm nào là nước mắm, nước tương, giấm đỏ, chanh, ớt, giá, nhúng nước sôi hay là giá sống mà vẫn không đánh mất cái hương vị độc đáo của tô hủ tiếu Sa Đéc chính danh, chính hiệu này. Nhờ cái quán doanh thu mà chồng của bà học giả Phương Hồng Sởn an tâm nghiên cứu và khảo cứu. Quán hủ tiếu ấy sau năm 1975 tồn tại được một thời gian. Bây giờ thì quán vẫn còn đó nhưng đã đổi chủ. Tiếc thay bà Năm mất thì con cháu không ai nối nghiệp để duy trì và phát triển cái thương hiệu độc đáo giữa một thành phố sôi động văn hóa ẩm thực. Thế nhưng ngày nay, đi ngang qua phường An Hòa, thành phố Sa Đéc,
du khách và người dân bản xứ hay gặp một cái tiệm bánh với cái bảng đề tên khá to, hủ tiếu bà Năm Sa Đéc, không lẽ con cháu bà quay lại nghiệp xưa? Đem chuyện này hỏi những người nghiên cứu ở Sa Đéc thì được biết chủ doanh nghiệp và bà Năm Sa Đéc chẳng có mối quan hệ gì. Nhưng lúc trước do mến mộ tên tuổi bà nên mở quán bán bánh hủ tiếu lấy tên người xưa. Về nơi đất mẹ, ông Đinh Công Thanh, 78 tuổi, ngụ thành phố Sa Đéc, là nhà báo về hưu đang dành sức lực viết sách về cuộc đời các nghệ sĩ tài danh, tài tử xuất thân từ Sa Đéc. Ông kể, vì cùng quê với nhau nên giữa Sài Gòn ông Thanh và bà Năm có quan hệ hữu hảo. Ông gọi bà bằng cô và gọi người con riêng của bà Năm cũng trạc tuổi ông là ông Nguyễn Ngọc Đặng bằng bạn. Lục lại cái tư liệu xưa và các bài viết do bản thân thực hiện về bà Năm Sa Đéc, ông Thanh nói bà Năm là con của ông Nguyễn Văn Tam, người lập gánh hát bội đầu tiên ở Sa Đéc, mang tên Thiện Tiền Bang, ra đời vào những năm 1915. Lúc 7-8 tuổi thì bà mê hát lắm, đêm nào bà cũng cùng anh cổng đi coi hát rồi bập bẹ theo. Cho nên sau này bà bước vào nghiệp sân khấu được cha mẹ đồng ý, chứ không nặng thành kiến, sướng ca vô lời. Chồng trước của bà Năm là đốc phủ sứ, và hai người có con riêng là Nguyễn Ngọc Đặng. Ông Thanh thì ngậm ngùi, bà tài danh, hương sắc vẹn toàn, nhưng cuộc sống chung quy vẫn có những cái nỗi khổ tâm, nỗi buồn riêng khó thổ lộ. Ông Thanh kể tiếp, lúc sinh thời thì ông Đặng hay than phiền, ông xin đi theo nghiệp mẹ hát bội, hát cải lương, nhưng bà Năm nhất quyết can ngăn. Bà Năm khuyên con là hãy lấy bà làm gương, dính vào cái nghề tổ cả đời khổ tâm, khổ thân. Thế nhưng do có lẽ máu di truyền nên ông Đặng không làm kép hát được, thì đi đóng phim. Lúc 50 tuổi thì ông Đặng để râu dài tới ngực, nhìn như ông cụ, ngay cả cách đi đứng cũng giống như ông già. Ấy là do ông quá mê nghệ thuật nên bất chấp ngoại hình già nua. Ông Đặng thì được mời đóng vai ông già hay là tiên trong các phim ngắn, phim thiếu nhi, phim quảng cáo. Năm 2005, ông bệnh nặng qua đời. Một số tạp chí đưa tin với tựa đề ông tiên đã về trời. Bà Năm mất, thi hài được đưa về đất mẹ. Mộ của bà Năm thì nằm ở phường Tân Khánh Đông, nơi ấy có cháu con chăm sóc. Và làng bột Tân Quy Đông vẫn còn kia, các quán hủ tiếu ở Sa Đéc với đủ cách chế biến và giá cả từ thấp cho đến cao vẫn còn hiện diện ở ngay Sa Đéc. Nhưng nhắc đến hủ tiếu là nhớ đến bà Năm, dù bà đã thanh thản đi về cõi bên kia. Con hứa một lời là được rồi. Linh đã. Đừng nói nữa. Là đứa con có hiếu, con có biết luân thường đạo lý. Nếu con cũng nghe lời má, má ở lại đây làm gì? Tôi để má đi bà. Má đừng đi. Má. Ôi công má, đã suốt đời vì con. Má. Cụ giang má. Má đừng đi. Mẹ, đừng giận mẹ. Linh mẹ nuôi từ nhỏ, mẹ cũng từng ảo ước có ngài là dâu nhà mình. Nhưng mà bà, tại số cả, tại ba con chết sớm, mấy năm nay sự nghiệp của bác Hưng bị tiêu tan. Nếu không thì cuộc hôn nhân của chúng con đâu có bị tan vỡ. Con đừng có quên, tình yêu không chỉ để chiếm đoạt. Con nghe không con? Dạ.
Con nghe, con dừng lời má. Chú, bữa trước nhớ chú quá à. Rồi chú tính đến mừng con mà rồi Mẫn nó dành đi nên chú phải ở nhà. Chú là chú của con, đâu phải ai lạ đâu. Lại đi ngồi đi để chú nói chuyện này nha. Dạ. Ba đi ai vậy? Đừng có dạy. Chuyện gì thủng thẳng rồi giải quyết. Con đừng có bỏ nhà ra đi. Làm như vậy ba con sẽ buồn đó. Không. Nè, con hãy nghe lời chú. Không. Đừng để cho ba con trông đợi. Con coi kìa, con gái lớn rồi khóc cái gì. Hãy nghe lời của chú đi. Chú sẽ nói cho ba con được hiểu nha. Lau nước mắt đi con. Nghe con. Thế không chú. Đêm nay chú cho con ở lại đây nghe. Được được, chú cũng nhớ con lắm. Tối nay con ngủ với chú. Ừ. Nè, nhưng sáng mai con phải về sớm đó nghe. Ừ. Ừ.